nhé. Vì sao ta? Nó trung xe mình trước rồi anh, nó bảo nó chạy mất rồi. Thôi kệ nó đi, mình đi đi. Dạ. Anh ơi, anh đợi chút. Ba tôi bị câm, ông ấy không thể nói chuyện với mấy anh được. Nên gọi tôi tới đây để xin lỗi mấy anh. Có phải ba tôi đã làm thế mấy anh không? Anh cứ nói đi, tôi sẽ đợi. Có tí tiền thế này mà đòi đền sao? Anh biết xe của tôi bao nhiêu không? Tôi cứ tưởng ba anh chở chạy rồi. Không phải bây giờ nói đền bao nhiêu là đền bấy nhiêu đâu anh. Bây giờ xe của tôi hư thì anh cũng đã đền rồi. Bây giờ xe của anh hư, tôi sẽ đền cho anh. Đây là 20 triệu. Dạ, không không cần phải nhiều hết đâu. Cầm lấy tôi đưa cho cậu hết. Thôi đi đây. Bằng nhau đỡ chính